Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang số 9. Đề bài như sau. Em hãy cho biết nhiệm vụ của thực vật học là gì? Như các em đã được giới thiệu, trong chương trình sinh học 6 thì chúng ta sẽ được làm quen và tìm hiểu với ba nhóm sinh vật lớn trong tự nhiên, đó là vi khuẩn, nấm và đặc biệt là thực vật. Vậy, nhiệm vụ của thực vật học là gì? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết Nhiệm vụ của sinh học, sách giáo khoa trang số 8. Cô và các em cùng đi vào lời giải chi tiết. Nhiệm vụ của thực vật học đó là: thứ nhất, nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm về hình thái, cấu tạo và các hoạt động sống của thực vật. Thứ hai là nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau. Và thứ ba, đó là tìm hiểu về vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống của con người. Trên cơ sở đó, tìm ra cách sử dụng hợp lý, bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang số 9.